tôi hỏi đội chơi nhà mình có ai bị sức môi hay là bị ngọng không? Cái từ này mà đồng thanh lên là phải tròn vành rõ chữ nha. Yeah. Bên kia là có cái tên nào khó hơn không? Cọc dự ứng lực. Ui, dưới quê. Xem những người thành phố ta đặt tên nè. 2, 3. Tôi nói mà. Ở đây có con nít nha. Nói làm sao cho nó rõ, cho nó đẹp cái từ ra nha. 2, 3. Cọc. Rồi, tới đội tiếp theo. 2, 3. 2, 3. Rồi, chúng ta vỗ tay cho đội bạn nè, coi nè. Rớt cái lưỡi ra nè. Đội còn lại, 2, 3. Thấy từ lừa chưa? Làm lại cái nè, đều lên, 2, 3. Phèn, hết sức phèn. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta đã có 3 đội, đội cọc, đội cống tròn và cọc dưỡng lực, đúng không ạ? Bây giờ đây, chúng ta ưu tiên cho nữ. Xin mời bà thành viên nữ đội trưởng bước lên đây. Chọn cho mình một cái màu nào thích nhất. Rồi. Bà thành viên này là có xu hướng tâm linh nè. Rồi. Chọn ngay cái màu Phật tử. Rồi hai đội còn lại cho màu nào? Rồi. Màu đỏ là chứng tỏ thua non nè. Còn bên kia đàn ông thanh niên lựa chọn màu xanh lumino. Ok, bây giờ các thành viên mặc vô, riêng đội trưởng không mặc. Các thành viên mặc hết, riêng đội trưởng là không mặc. Rồi, bây giờ tất cả thành viên chúng ta ngồi xuống, riêng đội trưởng đứng. Đó. Quay mặt lên trên này, quay mặt lên trên này. Để chúng ta nghe phổ biến luật chơi đây. Đây, ok. Quay mặt lên trên này. Đi ăn đám cưới. Quay mặt lên trên này. Ok, rồi. Bây giờ người đằng sau gác chân lên đùi của người đằng trước. Lần này là gác chứ không có kẹp nha. Không 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 sao không sao. À, anh vào luôn. Tùy ý huynh. Rồi ok. Rồi. Chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ thể hiện tinh thần gắn kết, sự kết nối giữa các thành viên và người leader của đội chơi mình. Đây, trò chơi này là điểm số nhân 2 nha. Trò chơi này là điểm số nhân 2. Thư ký hậu trường của Bình Yên Travel ghi điểm số là giùm anh nha. Trò chơi này là như sau đây anh chị. Chân người đằng sau gác lên đùi người đằng trước. Chỉ gác thôi chứ không ngọ ngoại cái bàn chân. Rồi, ok. Lý do tại sao Bo yêu cầu đội trưởng không mặc áo tim? Vì đây sẽ là người đánh dấu coi đội chơi nào là đội chơi nhanh nhất, có sự kết nối vững chắc nhất. Xin thưa anh chị, ngày hôm nay là vượt sóng ra khơi, vươn tầm cao mới. Để đạt được điều đó là tất cả các thành viên trong đội chúng ta phải có sự kết nối được với nhau. Trò chơi bắt đầu như sau. Nghe đây, nghe luật chơi đây. Nghe luật chơi đây, bỏ đếm tới 3 là bắt đầu và sẽ không phổ biến lại. Khi em đếm tới 3, đội trưởng của chúng ta sẽ có hai quyền lựa chọn, nằm sấp hay nằm ngửa, tùy ý các anh chị. Theo nghiên cứu của khoa học, đó là nằm sấp thì một lát ra là manh mún hết. Rồi, các thành viên còn lại sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo thành một cái băng chuyền. Chúng ta nâng đội trưởng mình lên trên bàn tay. Sau đó di chuyển từ đằng trước. Ngon không? Ngon không? Anh thận chưa không? Không sao. Đó. Ngon thì nằm sấp đi. Từ từ nghe, chuyển làm sao? Dùng tay của mình chuyển đội trưởng từ đầu hàng xuống cuối hàng. Nhưng đối với đại gia đình công ty Xây Dựng Hùng Vương của chúng ta, lúc nào cũng đi khứ hồi hết. Có đi và có về nha. Chứ không phải đưa đằng sau rồi dục. Do đó các bên này sướng nghe được hai lần nha. Rồi chuẩn bị. Tại đâu, tại đâu? Các anh chị ơi, thời tới rồi. Không nổi. Làm được hết, yên tâm. Mấy anh nam ở gia đình Hùng Vương mình cường tráng lắm. Tay đâu, tay đâu? Rồi, chuẩn bị chúng ta khởi động một cái nha. Để lực tay của chúng ta được mềm mại và dẻo dai nha. Vỗ tay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Khi Bo nói, who are you? Quý anh chị trả lời Hùng Vương. 1, 2, 1, 2, 3, who are you? Hùng Vương.
hai, một hai ba, một hai, một hai ba. Who are you? Một hai, một hai, một hai ba. Who are you? Are you ready? Ok, và tất cả sẵn sàng. Bảo dưỡng giơ tay lên. Cũng có thể xuôi tay xuống. Tất cả sẵn sàng chuẩn bị lên đỉnh. Tay đâu, đừng có cười, giơ tay lên. Anh chị cho em xin 5 giây đi. Em nhìn hai đội trưởng này, em thấy yên tâm. Em quay qua bên nhìn bên kia, em thấy bất ổn. Thì là cọc giữ ứng lực. Chuẩn bị. Một. Tôi đề nghị các ông bên này nha. Mặt mấy ông gian lắm. Hứa với tôi là chỉ chuyển thôi nha, chứ không được lưu giữ lại nha. Một. Hai. Các anh cứ nằm im thôi. Đồng đội mình sẽ là người sẽ giữ thăng bằng cho mình. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Được chưa? Ngã ở đâu, đứng lên lại chỗ đó, di chuyển tiếp, xuống và lên lại. Ai đã được quay lên lại rồi, mặc áo tim vô. Ai mặc nhanh nhất là người đã thắng cuộc. Một. Hai. Ba. Bắt đầu. Tôi và anh Thịnh đã cùng nhau nghe những tiếng âm thanh tẹt tẹt. Thì không biết nó phát ra từ vị trí nào. Nhưng tôi cảm đoán đó là tiếng xé quần xé áo. Kết quả ở hoạt động đầu tiên thuộc về hàng sách tay của ai. Ok. Không sao đâu, một lát đi chứng với chung khác nữa. Đội về nhất xin chúc mừng cọc giữ ứng lực. Hạng nhất nha. Về nhì, đó là những chàng trai cô gái đến từ đội cọc. Và về ba, đó là đội cống tròn. Đáng lẽ ra theo quan sát anh Thành có đồng ý là đáng lẽ đội này về nhất. Nhưng khi cô gái này đến cái hàng kia bị kẹt lại đâu đó tầm khoảng 2 giây, và khi xuống dưới kia mất 3 giây. Và khi di chuyển cô gái này lên, em nghe rõ được âm thanh. Tới tao, tới tao. Quá khủng khiếp. Lần đầu tiên bê vực nặng mà giành giật như vậy. Tới tao, tới tao. Ok, rồi bây giờ xin mời các anh chị chúng ta cùng đứng lên.